Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Trước mắt các bác đây là một siêu phẩm hàng mặt bàn ăn nguyên khối. Nguyên khối là như thế nào các bác ơi? Hiện tại cái sản phẩm bàn ăn này em đang làm với cái kích thước độ dày của nó là lên tới 16 phân. Và tức là một cái mặt tấm gỗ, một cái khối gỗ nguyên dày 16 phân như thế này. Tức là ở trong là sẽ không, ở trong là hàng đặc luôn các bác nhé, bằng chất liệu là gỗ gõ đỏ. Và cả cái bộ bàn ăn này hiện tại em đang làm là 8 ghế. Đây là một bộ sản phẩm cho một vị khách hàng ở trong Nam. Sau khi mà em kê ra đây để quay, sau đó thì em sẽ cho vào bọc hàng để gửi hàng vào trong Nam cho toàn thể các bác. Và cái quy trình bọc hàng cũng như là những cái bước bọc hàng như thế nào, nó cẩn thận, nó kỹ càng như thế nào, thì em đã có video ở trong kênh Thế Giới Gỗ Quý của em. Các bác nào mà muốn theo dõi những cái video về quy trình bọc hàng, hoặc những cái quy trình sản xuất lên một bộ bàn ghế, hay là những cái quy trình gắt vàng, thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh Thế Giới Gỗ Quý, để mỗi khi mà em phát sóng mà những cái video mới, hay là mỗi khi mà em đăng tải những cái video giới thiệu sản phẩm, thì các bác sẽ luôn luôn là những người xem được đầu tiên. Bây giờ thì sẽ đi sâu vào một cái bộ sản phẩm bàn ăn nguyên khối này, nó có cái điểm gì đặc biệt và các bác sẽ được nhận lợi gì khi mà sở hữu những cái bộ bàn ăn nguyên khối như thế này. Đầu tiên, cái điểm mà tạo nên cái chi tiết mà tạo nên giá trị cho cái bộ sản phẩm này, đó chính là tấm gỗ để sử dụng làm mặt bàn. Và tấm gỗ này em đang làm với độ dày là 16 phân các bác nhé, bằng chất liệu là gỗ gõ đỏ ba chi. Thì tấm gỗ này em làm là hàng đặc 100%. Các bác hoàn toàn có thể kiểm tra và kiểm chứng bằng mọi cách. Tức là nếu mà các bác cảm thấy là vẫn chưa tin tưởng, đúng không ạ? Các bác có thể kiểm tra, kiểm chứng bằng mọi cách. Đấy, hoặc là nhờ thợ cũng được, nhờ thợ mộc đến kiểm tra. Đó, bên em đảm bảo cho các bác là, thứ nhất là cam kết, xin cam kết với các bác là đúng chất liệu gỗ 100%. Thứ hai nữa là hàng đặc 100%. Đấy, đối với cái hàng nguyên khối này, khi mà mình sử dụng thì nó là cái hàng sản phẩm để mình sưu tầm. Mình sưu tầm nó sẽ có giá trị về sau này. Tức là khi mà các bác nào mà đang có những cái mảnh đất này, hay là có những cái sản phẩm giá trị như là sổ đỏ hay là vàng gì đó, thì cái sản phẩm đồ gỗ này cũng như vậy. Khi mà mình sử dụng, mình vừa được sử dụng mà mình vừa lại còn được sưu tầm để sau này ví dụ mà các bác không muốn sử dụng nữa, các bác thấy một cái sản phẩm gì nó hay ho hơn mà các bác muốn bán lại những cái sản phẩm như thế này, thì cam kết với các bác cái giá trị chắc chắn là nó sẽ còn cao hơn khi mà các bác mua. Bởi vì là cái đồ gỗ này nó sẽ lên, nó lên như là vàng và như là xăng các bác nhá. Đấy, nếu mà các bác nào đang nắm về thị trường, cũng như là biết về cái vòng quay chuyển động của thị trường, thì chắc chắn là cũng sẽ hiểu những cái sản phẩm gỗ như thế này mình mua về trong nhà là mình gọi là tích trữ của cải. Và cái tấm nguyên khối này hiện tại em đang làm với cái kích thước chiều dài là 2m47, dài là 2m47 các bác nhá, rất là dài. Đấy, rất là dài, 2m47. Bình thường bàn ăn thì chỉ có dài 1m97 thôi là đã thoải mái rồi. Nhưng riêng đối với cái sản phẩm mà hôm nay em quay cho các bác, với cái chiều dài là lên tới 2m47 và chiều rộng của nó là 97 phân, một cái khối gỗ nó là cực kỳ là quý hiếm. Hàng thì không có rác các bác nhá, hàng tấm gỗ này của em thì không có rác, tuyệt đối là không có rác 100%. Các bác hoàn toàn có thể kiểm tra thoải mái, không có rác 100%. Thứ hai nữa là sẽ không có mắt chết, và thứ ba nữa là sẽ không có tâm. Cái khối gỗ này của em nó sẽ không có tâm. Ngoài ra thì các bác có thể sử dụng như là để làm bàn uống nước cũng có thể được. Mình kê thêm vài chiếc ghế ở đây để làm bàn uống nước, bởi vì là cái khối gỗ này thì nó rất là đa năng. Mình sử dụng làm bàn uống nước, hoặc là có thể sử dụng để làm bàn ăn, hoặc là những cái bàn thưởng trà. Nó rất là đa năng. Và ở đây thì em đang có kết hợp những cái chiếc ghế bàn ăn để tạo lên một bộ sản phẩm bàn ăn như thế này. Và ghế đây là mẫu ghế Louis Hoa Hồng các bác nhé. Louis Hoa Hồng thì mẫu ghế này em làm là hàng mặt ván tràn. Và kích thước của ghế thì 40, chiều ngang là 40. Và nó là hình vuông. Đấy, mặt ghế này em làm hình vuông. Kích thước là 45x45 các bác ạ. Kích thước 45x45. Và khi mà các bác sử dụng những cái hàng mặt ván tràn như thế này, thì nhà mình sẽ không bao giờ lo là bị ví dụ như là những cái hàng mà khuôn tranh. Thì trong cái quá trình mình sử dụng để ăn uống thì rất là dễ hay mắc thức ăn vào những cái phần khe khuôn tranh, đúng không ạ? Nhưng riêng đối với cái hàng mà mặt ván tràn như thế này, các bác sử dụng thoải mái, sẽ không bao giờ sợ là sẽ mắc cơm vào những cái khe khuôn tranh như vậy. Đấy, chân thì em làm là chân đục hoa lá tây các bác nhá, bằng chất liệu gỗ gõ đỏ 100%. Từ ghế cho tới cái tấm gỗ nguyên khối này em làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ đỏ. Và ghế ở đây thì em đang làm vách tựa lưng là có đục quả chám hoa mai. Đấy, đục quả chám hình bông hoa, quả chám hình bông hoa, rất là sang trọng.
Ngoài ra thì những cái họa tiết hoàng gia này, các bác có thể nhìn thấy những cái họa tiết hoàng gia được đục chạm trên chiếc ghế này. Mặt sau, mặt trước, mặt sau thì em có thể tiết kiệm mặt sau. Và ở yếm thì em cũng có đục nhá. Ở yếm thì em cũng có đục những cái họa tiết hoàng gia. Đấy, những cái họa tiết các bác đang ở một ngôi nhà thiết kế theo lối tân cổ điển hiện đại thì các bác có thể là sử dụng những cái mẫu bàn ăn như thế này, nó rất là phù hợp. Bác nào mà đang quan tâm đến những cái sản phẩm, em đang có khá là nhiều cái khối gỗ nguyên tấm, nguyên khối như thế này. Bác nào quan tâm hoặc là muốn làm theo những cái khối gỗ theo kích thước của nhà mình thì các bác hoàn toàn có thể liên hệ qua Zalo của em, qua số điện thoại mà em đã có ghi ở dưới phía trái màn hình là 0926 21 4 3. Và đến với cơ sở em thì các bác sẽ nhận được chế độ bảo hành sản phẩm 5 năm, bảo trì sản phẩm trọn đời, miễn phí vận chuyển 50 km đầu tiên, và một cái chế độ rất là ưu đãi, đó là một đổi một trong vòng 30 ngày. Thì tức là trong cái quá trình mà các bác sở hữu sản phẩm, sử dụng sản phẩm 31 tháng đầu tiên mà các bác gặp bất kỳ một cái vấn đề gì thì cơ sở em sẽ hỗ trợ để đổi cho các bác một bộ sản phẩm mới. Đấy là một cái chính sách, một cái chế độ mà em nghĩ là nó là cái đặc biệt của cơ sở, đặc biệt riêng của cơ sở Thế Giới Đồ Gỗ. Cảm ơn các bác đã theo dõi đến cuối video của em ngày hôm nay ạ. Các bác mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp em một nút đăng ký kênh để các bác sẽ được xem thật nhiều những cái video để em có động lực làm những video sản phẩm mới cho nhà mình. Kính chúc các bác khách hàng là có một cái sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau ạ.